bạt ngàn các cây xương rồng bát tiên nhé bạn nhé. Nhà mình có xương rồng bát tiên rất là nhiều và có 3 màu hoa nhé bạn nhé. Cái màu mà bạn đang nhìn ở đây ý là màu hồng. Ngoài màu hồng thì nhà mình còn có cái hoa màu vàng và cái hoa màu đỏ nữa nhé. Các bạn có nhu cầu mua cây xương rồng bát tiên thì vui lòng liên hệ với mình nhá. Số điện thoại là 0977973535 ạ. Các cái cây này là chịu được nắng hạn này, rồi là ra hoa quanh năm này, rất là đẹp và hầu như là không có sâu bệnh. Cây đã ở trong bầu sẵn rất là ổn định. Đây này, nhà mình nhân giống bằng cành ra và nó từ hồi nó bé như này, xong nuôi lớn dần lên. Đó. Các bạn có nhu cầu mua xương rồng bát tiên thì liên hệ với mình nhá. Đặc biệt là nhà mình có thể vận chuyển toàn quốc ạ. Rất nhiều các bạn ở miền Nam ấy thích cái loại cây này và đã đặt mua, và nhà mình gửi công ty vận chuyển thì người ta sẽ mang đến tận nhà bạn nhá. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhá. Cảm ơn các bạn ạ.